bản tin đặc biệt về Việt Nam với nhà báo Phạm Trần. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong cái bản tin này tôi xin thưa chuyện với quý vị về quyết định vào ngày 21 vừa qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định sẽ không có tiến hành cái cuộc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh của chính phủ cũng như là của Quốc hội được dự trù trong cái phiên họp sắp tới đầu năm 2014. Cái lý do ông Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đưa ra là cần phải sửa chữa lại những điều khoản mà cho là không có hợp lý ở trong cái nghị quyết 35. Cái nghị quyết đó là ấn định cái việc bỏ phiếu ở tại Quốc hội hồi năm ngoái qua ba cái mức độ. Thứ nhất là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Thành ra khi bỏ phiếu như thế thì không có bất cứ một viên chức chính phủ hay viên chức nào của Quốc hội sẽ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Người mà bị bỏ phiếu thấp nhất hồi đó là ông Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. Ông ấy chỉ có 209 phiếu bất tín nhiệm nhưng vẫn không có hội đủ cái số phiếu quá nửa tổng số đại biểu của Quốc hội. Thành ra ông ấy vẫn không có bị khiển trách hay không có bị cách chức là bởi vì Quốc hội có 500 đại biểu mà số phiếu cần phải có để mà bỏ phiếu bất tín nhiệm ông Nguyễn Văn Bình là phải trên 250 phiếu. Vì vậy cho nên Quốc hội kỳ này, theo lời của ông Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng là cần phải sửa chữa lại cái nghị định đó để quyết định vấn đề bỏ phiếu cho nó rõ ràng. Trong cái cuộc bỏ phiếu hồi năm ngoái thì ông Nguyễn Tấn Dũng cũng vẫn được 210 phiếu tín nhiệm cao và có tới 160 phiếu tín nhiệm thấp. Thành ra khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng bị cái số phiếu tín nhiệm thấp như thế vẫn không có hội đủ cái số phiếu cần thiết để khiển trách hay cách chức ông Nguyễn Tấn Dũng. Vì vậy cho nên kỳ này, theo lời của ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Hùng phải đợi cho cái quyết định của Hội nghị Trung ương Đảng, của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự trù diễn ra từ giờ cho đến tháng 4 trước khi Quốc hội kỳ 7 sẽ họp vào khoảng cuối tháng 5 để thông qua những cái nghị quyết mới. Cái vấn đề đặt ra là khi quyết định những cái việc đình chỉ lấy phiếu tín nhiệm như thế này thì có lợi cho Đảng là bởi vì ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố hồi tháng 6 năm ngoái là sẽ sau khi Quốc hội bỏ phiếu rồi thì sẽ xúc tiến đến cái chuyện đưa ra một cái nghị quyết để mà bỏ phiếu tín nhiệm ở trong Đảng từ Tổng Bí thư trở xuống. Tuy nhiên cái quyết định của Quốc hội kỳ này đình chỉ việc lấy phiếu tín nhiệm được coi như là cái phao cứu cho Đảng Cộng sản Việt Nam không phải bỏ phiếu tín nhiệm ở trong cái nhiệm kỳ này, ít nhất là đầu năm 2014, là bởi vì năm nay là cái năm được gọi là giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng sản Việt Nam và họ sẽ phải xúc tiến bầu lại các ban chấp hành của Trung ương Đảng từ cấp tỉnh trở lên. Cái ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 sẽ hết hạn vào năm 2016 và sau đó thì sẽ có đại hội Đảng thứ 12. Tuy nhiên cái chuyện Quốc hội hoãn không có lấy phiếu tín nhiệm này thì sẽ cứu cho Đảng Cộng sản Việt Nam không phải bỏ phiếu tín nhiệm và cái điều đó có lợi cho cá nhân của ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi là Phạm Trần, xin kính chào quý vị.